Dạ vâng, shop xạ thủ PCB ba miền, em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây đâu, lại cho shop em gửi lời chào, cộng lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Trên màn hình nhỏ của các bác này, em lại gửi bưu giới thiệu cho các bác, giới thiệu anh em một cái mẫu condo mini Z hạng ngắm và cấu hình cũng gọi là tầm trung, giá rất chi hạt rẻ cho các bác, cho anh em. Và cấu hình như nào, giá thành ra sao thì trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì cho shop em giới thiệu sơ qua về cách thức giao dịch và mua bán bên shop em. Shop em có hai hình thức giao dịch và mua bán, một là ship code COD, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể đặt hàng và nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác của anh em đặt hàng thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác của anh em đặt hàng thì các bác và anh em có thể hoàn hàng, gửi lại shop. Hàng thì bên em lúc nào cũng là uy tín, chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Các bác nhận COD một cây củ như này thì em phải bóc tách chia đơn ra làm 2 và 3 đơn lẻ gửi bưu cho các bác, gửi bưu cho anh em tùy vào địa điểm của bác của anh em. Như mini này nó ngắn gọn thì các bác mà anh em ở gần thì em có thể làm 2 đơn thôi, nếu mà ở xa thì em vẫn phải chia đơn thêm nhé các bác nhé. Thứ hai là về phần gửi xe thì các bác và anh em được rất nhiều quyền lợi, là bên em lắp ráp, căn chỉnh và đi hezo và đi test, trả video thực tế qua đường link Zalo cho các bác, cho anh em. Lúc nào đồ trụ đạt đến 100% em đi về quân gói hàng, trả cho hàng cho các bác, trả hàng cho anh em, trả hàng về các bác và anh em chỉ việc đi săn, đi bem, không phải lo chỉnh căn chỉnh nha các bác nhé. Em đã căn chỉnh và trả video thực tế qua đường link, lúc nào độ trụ đạt tới 100%. Mà trong khi lắp ráp mà lỗi do nhà sản xuất là em loại bỏ qua sang hết một bên và đổi mới cho các bác, cho anh em lúc nào cũng ok, hàng lúc nào cũng ok, chất lượng đạt độ trụ đồng tâm đồng trục, trả hàng cho các bác, trả hàng cho anh em, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Các bác nhận xe thì là rất chi là ok, hàng về là không phải lo, mà đi bem mồi là chỉ có nhặt mồi nha các bác nhé. Gửi xe bên em gửi tất cả các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng như là 63 tỉnh thành, tất cả các đường quốc lộ và tuyến huyện của các bác của anh em. Thì các bác và anh em nhận hàng là về điện cho em qua đường link Zalo, video thực tế là các bác nhận hàng đầy đủ mặt hàng của các bác, đúng hàng của các bác của anh em, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Các bác nhận đặt một nguyên một cây thì cọc cạch cho em 1-200, gọi là cái tiền trách nhiệm, và cái tiền trách nhiệm đó em lại trừ vào đơn hàng của các bác của anh em, nên các bác và anh em yên tâm không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra nhé. Bên em làm ăn lúc nào cũng là uy tín, chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Thì giờ em vào giới thiệu chi tiết cây condo mini này nhé, Z hạng ngắm nhé. Một này em đang sử dụng là cái bình, là cái bình nhôm 0,35 lít bằng nhé. Đấy, rất chi là ok, đã sơn lót trong ngoài, đã sơn ngót trong ngoài rất chi ok. Và thứ hai là con van này, em đang sử dụng con van Z Superbell, hàng hộp đỏ to, hàng công ty và hàng loại một nhé các bác nhé, hàng loại một nhé, rất tiết kiệm hơi cho các bác, cho anh em mà độ mạnh rất chi là mạnh nhé. Đấy. Và thứ ba là combo khung cò ruột tay cầm là gỗ mun hai mảnh, gỗ mun nuôi công, chất gỗ dẻo dai, bao trọn vẹn trọn đời cho các bác, rất chi là ok các bác nhé. Khung là khung vuông, sản xuất XS2022 nhé các bác nhé, rất chi là ok nhé. Đấy, khung rất chi đẹp, khung mã vạch các bác nhé. Đấy, đặc biệt đấy. Và thứ tư là con giảm thanh, em đang sử dụng con giảm thanh Slipper. Đấy. Slipper hàng một khúc, rất ngắn gọn cho các bác, cho anh em mà đang tập chơi, muốn chơi một cây mini ngắn nhỏ gọn, rất chi là gọn nhẹ nhé. Và thứ năm là em đang sử dụng con kính này, hàng là hàng Discovery, hàng VTR, thông số là 3-9x40 AC nhé các bác nhé, rất chi là ok, hàng siêu LED, đang làm mưa làm gió trên thị trường nhé các bác nhé. Hàng Discovery này thì nó là hàng siêu LED nhé các bác nhé. Đấy. Và đặc biệt chiếc cành bên trong là em đang sử dụng là cành cành tầm trung, cành Việt Nam nhé các bác nhé, cành Việt Nam 10 khương, rất chi là 10 inch nhé các bác nhé, cành Việt Nam 10 inch rất chi là ok. Đấy. Và quy là quy bọc đồng và tay kéo là ly lốc nhé, rất chi ok, cò 3 mảnh nhé các bác nhé, rất chi chắc chắn và lắp ráp rất chi đồng tâm đồng trục cho các bác nhé. Thì các bác và anh em bù kết cây này thì có thể chụp màn hình lại gửi cho em qua đường link Zalo. Đấy. Thì em sẽ tư vấn cho bác, tư vấn cho anh em từ cấu hình tầm thấp và đến tầm cao cho các bác nhé, cho anh em. Cây này thì em báo giá công khai cho các bác, cho anh em là nó chỉ 4 triệu đồng nhé các bác nhé, 4 triệu đồng. Nếu mà các bác và anh em mà ở trong miền trong mà xa xôi tí một chút thì có thể là hỗ trợ em thêm mấy trăm tiền cước xe nha các bác nhé, vì bây giờ cước xe nó đắt thì các bác và anh em hỗ trợ em gọi là mấy trăm thôi. Thì các bác và anh em đặt nguyên cây này, em vẫn tặng các bác, tặng anh em một hộp kẹo để các bác và anh em về đi test củi, rất chi là ok. Thì em xin dừng video tại đây, thì cuối video lại cho shop em gửi lời chào cộng lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc, có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Thì các bác và anh em theo dõi kênh thì cho thằng em xin một đăng ký kênh và một like để em có động lực quay những video chất lượng hơn để phục vụ các bác, phục vụ anh em.
theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Dạ vâng, cảm ơn các bác, cảm ơn anh em. Hẹn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo nhé.